Cực sốc, thanh niên mất cả tỷ đồng vì đầu tư bất động sản vào đất rừng quy hoạch. Một thanh niên đã đầu tư hàng tỷ đồng vào một mảnh đất tại thành phố Hồ Chí Minh mà không biết rằng khu vực này đã nằm trong diện quy hoạch. Giá thành chỉ từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng, rẻ hơn rất nhiều so với các mảnh đất không bị quy hoạch xung quanh, với suy nghĩ rằng quy hoạch có thể thay đổi hoặc sẽ nhận được bồi thường cao hơn. Anh nhanh chóng tiền trao trắng múc với chủ đất, nhưng đời đâu như mơ. Anh bị cú sốc khi tiền bồi thường chỉ bằng 30 đến 70% số tiền đã bỏ ra. Việc bán lại cũng không dễ dàng vì chẳng ai muốn mua đất dính quy hoạch. Qua câu chuyện này, có thể thấy anh thanh niên đã thiếu sự tìm hiểu kỹ lưỡng về luật đất đai cũng như những rủi ro mà việc mua đất dính quy hoạch mang lại. Để tránh tình trạng tiền mất tật mang, bạn hãy truy cập ngay GoLandVN để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc. Đừng để mình trở thành nạn nhân tiếp theo.